Em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên bán hàng của kênh Lan Rừng Tuyết Kha ngày mùng 3 tháng 8 năm 2021. Hôm nay thì em cũng có ít hàng thôi. Mùa dịch nên là em cũng không dám nhập nhiều mọi người ạ. Đấy. Mỗi lần chỉ nhập một ít. Hôm nay thì em vẫn có là một số loại hài này. Đấy, và ba loại hạc đỉnh, mạc xuân với cả cụ tắc kè đá. Thì hôm nay do là ít hàng nên là em sẽ chia sẻ với mọi người tất cả các cái mặt hoa của những cái loại lan mà hôm nay em có bán nhé. Và số điện thoại để các bác liên hệ mua lan bên em là 0914 996 482 ạ. Đầu tiên là em có địa lan Mạc Xuân. Cái Mạc Xuân này thì hoa sẽ nở vào dịp Tết Nguyên Đán. Hoa rất là thơm và lâu tàn ạ. Em bán giá là 80.000 một ký. Hôm nay số lượng cũng có hạn thôi, chỗ này chắc khoảng tầm 3 ký đổ lại thôi mọi người ạ. 80.000 một ký và sau đây em sẽ chia sẻ với các bác mặt hoa. Đây. Đây là lan Mạc Xuân đây ạ. Đó. Cái màu thông dụng của Mạc Xuân là màu nâu sô cô la như thế này. Nói chung là màu thì cũng không được ấn tượng lắm nhưng mà mùi hương thì rất là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Đấy. Có một số trường hợp đặc biệt thì cây nó sẽ màu đỏ hoặc là màu xanh hoặc màu vàng nhé. Cái đấy thì cũng hiếm hiếm thôi. Đa số nó là màu nâu này. Địa lan Mạc Xuân ạ. Tiếp theo là hài đuôi công. Hài đuôi công thì phiên hôm nay em bán giá là 60.000 một lạng. 60.000 một lạng. Đó. Hôm nay em bán rẻ hơn mọi ngày do là cái phiên hôm nay nó bị chậm hơn so với mọi lần. Bởi vì do là dịch bệnh nên là các cái thùng hàng này nó phải qua những cái trạm kiểm soát rồi rất là mất thời gian nên là về nó bị mất nước một chút ạ. Đấy, nên là em bán rẻ hơn. 60.000 một lạng nhé, hài đuôi công và sau đây em sẽ chia sẻ mặt hoa với các bác. Đây cả nhà, đây là mặt hoa hài đuôi công nhé. Ảnh này thì nó cũng không được nét lắm nhưng mà các bác xem tạm. Tiếp theo là hạc đỉnh hồng. Hạc đỉnh hồng nó là dòng địa lan. Hôm nay thì em chỉ có một ít này thôi, chỗ này là 100.000 ạ. 100.000 chỗ hạc đỉnh hồng này. Và cái mặt hoa của nó như sau. Đây mọi người nhé. Đó, đây là mặt hoa của hạc đỉnh hồng đấy ạ. Tiếp theo là hạc đỉnh nâu. Hạc đỉnh nâu thì em bán giá là 140.000 một ký. Cái chỗ này chắc cũng chỉ còn tầm 2 ký. 2 ký đổ lại thôi mọi người ạ. Đây là hạc đỉnh nâu 140.000 một ký ạ. Và đây là mặt hoa nhé, cả nhà nhé, mặt hoa của hạc đỉnh nâu đây. Đấy. Đây ạ. Cũng rất là đẹp. Cái hạc đỉnh này thì cái cần hoa của nó rất là dài luôn. Bình thường thì nó cũng phải dài khoảng tầm trên dưới 1 mét ạ. Còn đây là hạc đỉnh vàng pha với trắng thì kể cả em hay là người dân thì khi mà nhìn củ như này rất là khó để mà phân biệt hai cái loại này. Em thấy người dân có chia sẻ các bác khi mà trồng lên ra lá ấy, nếu như lá của nó có đốm thì sẽ là hạc đỉnh vàng, còn không có đốm thì sẽ là hạc đỉnh trắng ạ. Đấy. Và em bán đồng giá là 140.000 một ký. Đây là mặt hoa hạc đỉnh vàng. Hạc đỉnh vàng đây các bác có thể thấy là lá nó có đốm này. Đấy, cây đằng sau này là có đốm này. Còn đối với những cây mà lá nó không đốm thì sẽ là hạc đỉnh trắng. Thì mặt hoa nó cũng như này nhưng mà nó là màu trắng mọi người nhé. Thì hiện tại thì em chưa tìm được cái mặt hoa có trong máy đấy. Nhưng mà nhiều ảnh quá nên là chưa tìm được. Chắc là phiên sau thì em sẽ lên mặt hoa cho mọi người. Tiếp theo đây là hài mốc hồng. Hài mốc hồng các bác mua lẻ thì em bán giá là 15.000 một lạng. Và nếu các bác lấy cả ký thì sẽ là 100.000 một ký. Hài mốc hồng cây nhỏ thôi nhưng mà bông hoa nó cũng khá là to. Đây đây là hoa của mốc hồng đấy ạ. Đấy, cây rất là bé nhưng mà hoa to và rất là đẹp luôn.
Tiếp theo là hái Trần Liên. Trần Liên thì hôm nay em có hai loại. Một loại rổ bên này thì sẽ là 60.000 một lạng và đằng bên này thì sẽ là 50.000 một lạng. Bên này thì cây nhỏ hơn. Đấy, đằng bên này thì cây to hơn. Hái Trần Liên ạ. Và sau đây em sẽ chia sẻ mặt hoa với mọi người. Đây là mặt hoa hái Trần Liên cả nhà nhé. Hái Trần Liên để hai cái cánh ở hai bên nó sẽ uốn uốn như thế kia. Và cái màu của nó sẽ là màu trắng, có tia tím. Tiếp theo là hái Henry. Hái Henry thì em bán giá là 15.000 một lạng. 15.000 một lạng và nếu các bác lấy cả ký thì cũng sẽ là 120.000 thôi. Henry thì hiện tại bây giờ đang đây này, đang có mèo rồi cả nhà. Đấy. Rất là nhiều cây có mèo rồi đấy. 15.000 một lạng, 120.000 một ký và sau đây em sẽ chia sẻ mặt hoa với mọi người. Đây là mặt hoa của hài Henry cả nhà nhé. Đấy, cái phần trên màu nó sẽ có đốm. Nhìn nó cũng không được nét lắm, những cái ảnh này nhìn nó cũng hơi mờ mờ. Tiếp theo là hài dâu xanh. Hài dâu xanh cũng 15.000 một lạng. Một ký là 120.000 ạ. Hài dâu xanh. Đấy, và sau đây là mặt hoa nhé. Đây ạ. Nó có cái dâu hai bên xoắn và dài xuống. Đấy, hoa cũng khá là đẹp. Tiếp theo là tiểu hồ điệp. Tiểu hồ điệp em bán giá là 25.000 một lạng. 25.000 một lạng. Và các bác lấy cả cân sẽ là 200.000 một cân, một ký. Mặt hoa thì ở đây có sẵn một bông này, nhưng mà nó do là nó bị thiếu nắng nên là màu của nó cũng không được đẹp lắm. Thì em sẽ chia sẻ cái mặt hoa đủ nắng cho các bác ở rừng. Đây ạ, đấy. Nó sẽ là như này mọi người nhé. Mặt hoa nó như này. Đấy, đủ nắng thì màu của nó sẽ đậm hơn. Cái này do là thiếu nắng nên là màu nó hơi nhạt nhạt một chút. Hồ điệp rừng. Tiểu hồ điệp 25.000 một lạng ạ. Tiếp theo là hài Coxy. Hài Coxy cũng là 15.000 một lạng và mặt hoa đây. Em cho sẵn ở đây để các bác tham khảo luôn. Đây là mặt hoa. Hài Coxy 15.000 một lạng. Tiếp theo đây là hài Helen 40.000 một lạng. Mặt hoa đây ạ. Đó. Helen 40.000 một lạng. Hài Helen thì cũng sắp đến mùa hoa rồi mọi người nhé. Một số cây thì đã có mèo lên rồi đây này. Đấy, như cây này này. Để em lấy nét cho mọi người thấy. Đây ạ. Đó. Đây, mèo đây. Một số thì thấy mèo rồi nhưng một số thì vẫn chưa. Nói chung là đây này, mèo đây ạ. Cái quá trình các bác chăm sóc thì nó sẽ ra hoa thôi. Tới này, đây này. Ôi, cũng có khá là nhiều mèo đấy. Đấy. Mùa Helen với cả mùa Henry thì nó giống nhau mọi người ạ. Cái thời gian nở hoa nó giống nhau. Helen em xin được nhắc lại là 40.000 một lạng nhé. Tiếp theo là hài vệ nữ 50.000 một ký. Đây là mặt hoa của hài vệ nữ. Đấy. Mặt hoa thì cũng khá là đẹp nhưng do là cái số lượng của nó còn nhiều ngoài tự nhiên nên là giá của nó cũng khá là rẻ thôi ạ. 50.000 một ký. Tiếp theo là hài kim. Hài kim thì em bán giá là 40.000 một lạng mọi người nhé. 40.000 một lạng. Đây mặt hoa đây ạ. Đấy. Cho các bác xem luôn mặt hoa. Hài kim 40.000 một lạng ạ. Tiếp theo là hài Vân Nam 70.000 một lạng. Vân Nam 70.000 một lạng. Đây mặt hoa đây ạ. Loại lan tiếp theo đó là hài táo mọi người nhé. Hài táo, đây mặt hoa đây. Hài táo. Em bán giá là 30.000 một lạng.
đó là lan hài táo ạ. 30.000 một lạng hài táo. Cái mặt hàng tiếp theo em giới thiệu với mọi người đó là cây tắc củ tắc kè đá. Củ tắc kè đá, đây là còn tươi, em bán giá là 50.000 một ký. 50.000 một ký. Và cái này thì có rất là nhiều tác dụng. Đây, em sẽ chia sẻ với các bác một số cái tác dụng của cây này. Các bác có thể tìm hiểu các thông tin của cái cây này ở trên Google, ví dụ như là về đặc điểm cây này, hình ảnh thì ở đây có rồi. Bộ phận dùng này, phân bố, thu hái, sơ chế, bảo quản, thành phần hóa học, vân vân. Vị thuốc thì nó tính vị quy kinh. Còn về phần tác dụng cách dùng, liều lượng thì các bác tham khảo trên mạng giúp em. Còn bài thuốc chữa bệnh từ tắc kè đá hay còn gọi là cây tổ rồng, cốt toái bổ đấy, thì nó có chữa được thận hư này, đau lưng và ù tai này, rồi làm nhức mỏi xương khớp, đau nhức lưng, gối mỏi này, trị thận hư, đau răng, chảy máu chân răng, răng lung lay, bổ thận chắc răng, trị người ê ẩm do té ngã này, chữa tụ máu, bong gân do chấn thương này, rồi vân vân. Đây, rất là nhiều công dụng mọi người ạ. Đấy, 13 công dụng. Nói chung là nó rất là tốt. Thì em những cái phiên trước thì em cũng chỉ nói qua là cái này nó có chứa nhiều canxi, nói chung là tốt cho xương khớp cả nhà. Đấy. Thì còn công dụng cụ thể thì các bác có thể xem trên mạng giúp em. Em bán giá là 50.000 một ký thôi. Và về cái cách sử dụng thì các bác có thể lấy về đun nước uống trực tiếp luôn. Về các bác rửa sạch rồi thái lát và đun nước uống. Thế còn ngoài ra thì chúng ta cũng có thể ngâm rượu. Đấy, ngâm rượu để uống và dùng tươi, dùng khô đều được ạ. Chỉ có là nếu như các bác dùng tươi thì cái độ chát của nó sẽ nhiều hơn so với lúc chúng ta phơi khô rồi chúng ta mới dùng. Thế thôi, còn về cái công dụng khô hay là tươi thì nó đều như nhau cả mọi người ạ. Tiếp theo là những cái cốc hài Exxon. Em bán giá là 250.000 một cốc. Và đây là mặt hoa. Đó. Hài Exxon. Ngoài ra thì em còn có Coca Green này. Đây là hồng An Ba, hồng Va, cây... còn một cây hài con rùa, mau đi đỏ, mau đi xanh, In Charm Lady. Đấy, thì sau đây em sẽ cho các bác xem mặt hoa của những cái loại này. Đầu tiên đây là mau đi đỏ ạ. Mau đi đỏ đây nhá. Còn đây là mau đi xanh ạ. Đây là In Charm Lady. In Charm Lady nó là cái dòng hài lai ấy. Đây là hồng An Ba, lan hài hồng Va. Còn đây là hài con rùa, rùa đỏ hay còn gọi là hài con rùa. Đấy là về mặt hoa. Thế còn về phần giá cả thì em xin được chia sẻ như sau. Thứ nhất là hồng An Ba thì em bán giá là 350.000. Hài con rùa cũng 350.000. Mau đi đỏ 180.000. Mau đi xanh 300.000. Lady In Charm là 350.000. Có hai thân đấy. Đấy. Thế còn Coca Green thì sẽ là 250.000 ạ. Đấy là giá các cái loại hải ngoại. Về các cái mặt hàng thì hôm nay em chỉ có bằng này thôi. Các bác có nhu cầu lấy loại nào liên hệ với em qua số điện thoại 0914996482 nhé. Em xin phép tạm dừng video ở đây. Và chúc cả nhà chúng ta được bình an vượt qua mùa dịch ạ.